lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Kính thưa quý vị, với việc tạo điều kiện thuận lợi để cho khán giả có thể trao đổi với đầu bếp về cách thức thực hiện món ăn ngon qua những hình thức như gọi điện thoại, gửi thư về cho chương trình và những tình huống mà chúng tôi ghi nhận lại được trong cuộc sống thường nhật. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì chương trình đã nhận được rất nhiều những phản hồi tốt đẹp từ phía quý vị khán giả. Và bây giờ thì Thanh Phương xin mời cô Dự Thảo cùng lắng nghe một ý kiến của vị khán giả của chương trình ngày hôm nay nhé. Xin chào Món Ngon Mỗi Ngày, mình tên là Thiên Nga, nhà ở quận 7. Mình rất thích ăn thịt xông khói nhưng mà lại chưa biết làm cách nào để chế biến thịt xông khói cho ngon cả. Và hình như chương trình cũng rất ít giới thiệu các món ăn có liên quan đến thịt xông khói thì phải. Hy vọng lần này chương trình có thể giúp mình chế biến một món ngon từ thịt xông khói để mình đãi cả nhà nha. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Quả thật là Thanh Phương cũng thấy là từ trước đến giờ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của chúng ta ít khi nào giới thiệu đến những món ăn được chế biến từ thịt xông khói lắm. Nhưng từ ngày hôm nay yêu cầu của chị Nga có lẽ là chúng ta sẽ thay đổi thực đơn hàng ngày của quý vị khán giả nhé. Cô đang ở tư thế sẵn sàng rồi đây nè. Đúng là món thịt xông khói thì Thanh Phương biết không, mấy bà nội trợ thường hay ít sử dụng lắm là vì thịt xông khói á, nó có một cái hương vị rất là lạ. Tuy nhiên nếu mà mình biết kết hợp những cái nguyên liệu quen thuộc trong gia đình hàng ngày nè, thêm một chút thịt xông khói, nó sẽ có hương vị đặc biệt hơn, trở thành một món ăn vừa lạ mà lại vừa quen. Vậy thì món ăn ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên gọi là gì ạ? Chúng ta sẽ phối hợp với lại một nguyên liệu rất là quen thuộc trong bữa cơm gia đình hàng ngày, đó là bắp cải nè. Mình sẽ thực hiện thành một món canh. Chúng ta sẽ cùng thực hiện món canh bắp cải thịt xông khói. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 100g thịt xông khói, 200g bắp cải, 50g cà rốt, hành lá, ngò rí, khoảng 50g nấm rơm, một ít tỏi băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị các phần thịt xông khói, bắp cải với lại tỉa hoa phần cà rốt ra để cho món ăn chúng ta thêm đẹp. Như vậy trong nguyên liệu của chúng ta là có nấm rơm thì bây giờ cô cắt đôi cái phần nấm rơm này ra. Và nguyên liệu chính của chúng ta đó là phần thịt xông khói. Khi mua thịt xông khói á, chúng ta phải chọn những cái miếng thịt xông khói á, đầy đủ phần mỡ nè, một chút da nè và phần nạc thì nhiều hơn phần mỡ một chút xíu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt miếng cái phần thịt xông khói này ra. Còn phần bắp cải á, chúng ta sẽ cắt miếng vuông nha. Cà rốt chúng ta có thể khía khoảng chừng 5 hoặc là 6 cái cánh hoa để chúng ta tạo thành một cái hoa cà rốt nè. Cuối cùng là chúng ta sẽ cắt phần hành ngò. Rồi, bây giờ thì hành lá cô cũng cắt xong, ngò rí cũng cắt nhỏ. Cô sẽ cho một cái nồi lên bếp, Thanh Phương giúp cô bật bếp lên nha. Chúng ta sẽ cho vào khoảng một muỗng canh dầu ăn. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý, thịt xông khói á, người ta làm bằng thịt ba rọi, cho nên là nó có một cái phần mỡ trong đó. Do đó khi chúng ta cho dầu vào để phi á, thì vừa đủ để mà phi cái phần tỏi này thôi. Chứ chúng ta đừng có cho nhiều dầu quá, vì nếu không thì là cái món canh của chúng ta quá béo, nó sẽ không ngon. Kế đó chúng ta sẽ cho thịt xông khói vào, chúng ta xào nè. Cô Thảo ơi, Thanh Phương vẫn có một cái thắc mắc, đó là thịt xông khói thì vốn dĩ là mình ăn luôn cũng được, không cần phải sơ chế qua một lần nữa. Nhưng mà tại sao ở đây cô Thảo lại phải xào sơ qua ạ? Để cho thịt xông khói ngon á, thì người ta cũng phải áp chảo một chút xíu cho nó thơm hơn. Và đặc biệt đối với món canh này á, chúng ta xào sơ trước với lại một ít tỏi như thế này, làm cho cái hương thơm dậy lên rất là nhiều và thịt xông khói của chúng ta nó hơi săn lại, thì khi đó chúng ta nấu canh sẽ rất là ngon. À, quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý, khi mà chúng ta thực hiện món canh thịt xông khói với lại bắp cải này thì chúng ta nên xào sơ thịt xông khói để cho mùi hương thơm dậy lên. Chúng ta sẽ tiếp tục cho nấm rơm vào. Tại sao cô lại cho nấm rơm vào trước như vậy, có bị nhũng không cô? Không đâu. Khi mà chúng ta cho nấm rơm vào ngay giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ giúp cho cái phần thịt xông khói với lại cái nấm rơm nó chín kỹ. Và cái nấm rơm thì không bị nhũng đâu, chúng ta nấu lâu thì nó sẽ thấm gia vị nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta do vào giai đoạn sau á, thì nấm sẽ không thấm gia vị và không ngon nữa. Vậy là sau khi chúng ta đã xào sơ qua với lại thịt xông khói thì chúng ta hãy cho liền vào nấm rơm. Cho vào thời điểm này thì sẽ làm cho nấm rơm thấm gia vị hơn và ngon hơn. Tiếp tục cho vào khoảng 1 lít nước. Chúng ta sẽ nêm gia vị vào canh nè, nửa muỗng cà phê muối và một muỗng canh hạt nêm Ajinomoto. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn chờ cho nước sôi lên một chút xíu để cho cái phần nấm thấm kỹ và chín kỹ hơn, rồi chúng ta lại tiếp tục cho các loại rau cải vào là xong. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý, ở giai đoạn này khi chúng ta cho vào chúng ta phải nấu cho vừa chín. Chứ nếu mà chúng ta làm còn nấu mà còn sống quá thì bắp cải nó còn độ giòn cũng không ngon, mà nấu chín nhừ quá cũng sẽ không ngon. Tức là làm sao nấu sôi lên khoảng chừng 2 hoặc là 3 phút, tất cả những cái loại rau và củ chín đều. Khi các nguyên liệu này đã trong lại như thế này rồi, bây giờ cô sẽ cho hết cái phần hành lá vào và cô tắt bếp ngay để cho nó giữ cái màu xanh của hành lá.
Bây giờ chúng ta sẽ múc canh ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một ít hành ngò lên trên nè. Và một rắc một chút tiêu, đúng rồi. Và bây giờ là đến một ít phần của Thanh Phương nè. Cảm ơn cô. Xong rồi mời Thanh Phương thưởng thức nha. Dạ. Nước canh rất là ngọt, đậm đà và thịt xông khói thơm ngon, nhưng mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của món ăn nhờ có hạt nêm asingon. Vị của món canh rất lạ, không giống như những món canh thông thường khác. Và với bát canh hấp dẫn ngon mắt và ngon miệng như thế này, chắc chắn là sẽ thu hút những thành viên trong gia đình ngồi vào bàn để thưởng thức bữa cơm. Hy vọng rằng là chị Thiên Nga sẽ có thêm một món ngon ngon là lạ cho bữa cơm gia đình của mình thêm ấm cúng. Vâng ạ, và Thanh Phương tin chắc rằng với món canh bắp cải thịt xông khói này sẽ làm hài lòng tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Và đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu như quý vị có những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề bếp núc, quý vị có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 0838237557, hoặc quý vị có thể truy cập vào website mongonmoinngay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Phương và cô Diệu Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.